Hello, shop trang nguyện audio micro tôm chính hãng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái số cạc V8 này. Thì dưới đây trên tay là cái số cạc V8. Và cái phiên bản này là phiên bản mới, nó có thể kết nối được Bluetooth nha. Các bạn có thể phát nhạc bằng qua điện thoại, kết nối Bluetooth với cái này. Thì hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn chỉ cho các bạn lắp dây. Thì trong bộ số cạc V8 nó sẽ đi kèm cho bạn bao gồm 4 dây. Cũng dây như thế này nha. Thường mình để dưới đây. Đây. Thì cái dây này là các bạn dùng để mình sạc sạc pin cho cái cục sao cạc này. Thì khi mình sạc á, mình sẽ gắm nó vào cái cổng cổng USB này nè. Đó. Gắm vào đây. Còn cái dây này thì mình gắm vào trong cái ổ điện, ổ dắt điện cắm á. Rồi ha, một dây. Tiếp theo thì để lấy nhạc thì các bạn sẽ dùng một trong ba cái dây trắng này, dây nào cũng được. Thì để lấy nhạc thì các bạn sẽ lấy cái sợi dây màu trắng này ha. Các bạn gắm vào trong cái phần mà à đây đây đây, mình lấy đầu này, sorry. Lấy đầu này nha, các bạn lấy đầu này gắm vào trong cái cổng nè, all in nè. Không. Cái cổng win đây nè. Đó. Rồi các bạn gắm vào. Gắm vào đây. Còn cái đầu này thì các bạn đầu này thì các bạn có thể gắm vào trong cái điện thoại mà bạn lấy nhạc, nếu bạn dùng điện thoại để lấy nhạc thì gắm nó vào. Còn không thì nếu mà dùng laptop, để lấy nhạc thì các bạn sẽ gắm vào trong cái cổng đây, cái cổng tai nghe của laptop, gắm vào bên này nha. Đây nè, bên này nha. Rồi. Đó là phần lấy nhạc. Tiếp theo còn phần để livestream, thì đi kèm trong trong bộ combo mình sẽ có tặng cho các bạn một cái dây livestream chuyên dụng. Thì các bạn nhớ cái dây này các bạn lấy màu hồng nha. Lấy màu hồng mà kèm những cái đầu kia, cái lấy màu hồng. Lấy màu hồng mà các bạn gắm vào trong cái cổng ghi chữ headset này nè. Đó, các bạn gắm vào đây. Rồi. Đầu còn lại thì các bạn sẽ gắm vào cái sợi da cái điện thoại mà bạn muốn thu âm hoặc mà bạn muốn livestream. Đây là đầu này bạn gắm. Thì bây giờ mình sẽ gắm vào cái này. Rồi. Tiếp theo thì gắm micro. Tiếp theo gắm micro thì các bạn sẽ gắm vào cái cổng này đây. Đây cổng mic này, cái chữ mic này. Vào đây nha. Và cuối cùng đó là tai nghe. Thì các bạn sẽ gắm vào trong cái cổng này. Điền cái chữ headphone này, các bạn thấy không? Đó, headphone này, cổng này. Bạn gắm vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ alo. Alo, bây giờ mình sẽ dùng mic để nói chuyện nha. Alo, alo. À sorry các bạn, mình alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, khi mà cấp nguồn lên cho nó có màu xanh như thế này. Đậm rồi ha. Thì bây giờ mình đang dùng chiếc micro để nói nên các bạn có thấy thái độ vang của nó. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua, đây là cái âm lượng mic, này là âm lượng tổng. Còn cái này là chữ reverb, là cái độ vang của micro. Còn accompany là cái tiếng nhạc. Hot là cái tiếng tiếng đầu ra của micro. Rồi cái này là pass em. Và sáu cái nút này là cái chế độ của nó. Thì cái nút này là auto tune nè. C major. Alo, alo. Bạn thấy nghe auto tune không? Thì và cái nút sốc quay này nè, nút môn đang hiện màu đỏ thì mình khuyên các bạn khi hát ok các bạn nên bấm nút này ha. Thì nó sẽ làm cho cái giọng của mình sáng hơn và rõ hơn, nghe nó hay hơn, vang. Đó, tiếp theo là cái này chế độ MC. Chế độ MC thì khi mà các bạn đang bật nhạc mà các bạn nói lên thì nó sẽ giảm tiếng nhạc xuống để nó nghe cái tiếng nói của mình được rõ hơn ha.
Từ từ ha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Các bạn có thể đồng thời chọn một lúc mấy cái chế độ đó. Đây là các bạn về nhà. Còn các đây là các cái hiệu ứng của nó ha. Rồi. Các bạn về nhà. Sao cái này có thể kết nối được với Bluetooth, các bạn có thể dùng điện thoại của mình kết nối với nó để mà dùng Bluetooth. Rồi các bạn muốn có liên hệ đặt hàng thì liên hệ với mình hotshop Ken Nguyễn Audio, micro thu âm chính hãng Ken Nguyễn Audio, các bạn có thể gọi tên ra fanpage của mình. Và số điện thoại hotline là 0932075612. Rồi, cảm ơn các bạn. Phải có đâu xa hôm qua vẫn còn bên nhau, lặng lẽ trao em yêu thương giữa bao hờn ghen. Hãy nói đi em, bao nhiêu lời em vẫn nói, chỉ có anh thôi dẫu qua đắng cay người ơi. Lặng giữa cơn mê đêm đêm gọi thầm tên nhau, lạc mất em rồi trách anh sao quá dài cờ. Hãy hứa đi em, bao nhiêu lần em đã hứa, chỉ có anh thôi dẫu qua đắng cay người ơi. Em sao ra đi chẳng đợi anh tìm bước theo, để đoạn đường vắng anh bước đi trong lẻ loi. Yêu thương bao lâu chợt mong manh như thoi xưa, chẳng gì có thể thay thế được tình yêu em. Trọn đời này anh không thể để một ai thay thế em, dù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không bằng em. Trọn đời nguyện yêu em mãi thì niềm này đâu dễ phai, dù rằng ngày mai tình phai, anh chẳng thể yêu thêm một ai. Một người màn trượt yêu đến, một người lặng bước ra đi, một người anh chưa từng yêu, thay thế sao được trăm ngàn điều. Hãy để cho anh được nói, chọn đời yêu mỗi em thôi. Dù người già đi ngàn năm, anh vẫn mãi yêu em ngàn năm. Thu âm về thu âm camera.